tính đến hết ngày 10 tháng 4 2024 toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công hơn 1.700 tỷ đồng đa hơn 22% kế hoạch tuy nhiên tỷ lệ giải ngân hiện nay thấp hơn cuộc kỳ năm trước. Trong số 27 chủ đầu tư, có 10 chủ đầu tư giải ngân trên 20% kế hoạch, 15 chủ đầu tư giải ngân dưới 20% kế hoạch và 2 chủ đầu tư chưa giải ngân. Do đó, các sở ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh. Đơn vị nào có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 20% kế hoạch phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo đến hết tháng 4 năm 2024, tỷ lệ này đạt tối thiểu 35% cũng chậm nhất vào cuối tháng 4 năm 2024, các chủ đầu tư phải hoàn thành thủ tục đầu tư dự án, đủ điều kiện phân bổ. Đến hết thời hạn này, các dự án không đủ điều kiện phân bổ vốn thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ điều chuyển cho dự án khác.